Hello, hello. Xin chào các bạn. Đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam nó kêu là bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi. Thì trước hết hi hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần này đó thì cũng giống như là cuối tuần trước đó. Và trước đó nữa rất là im lặng các bạn. Giá đó thì cũng dao động nhưng mà trong phạm vi rất là nhỏ. Trong phạm vi là từ 65 tới 66.000 đô. Nói chung đó, đó là điều tốt các bạn, chứ còn trước đó đó cuối tuần rất là dao động luôn, khiến chúng ta nghĩ cuối tuần nó cũng không xong nữa các bạn. Ít ra trong vòng 2-3 tuần qua, nó cuối tuần nên là im lặng trở lại. Và chúng ta cũng chưa có nhiều tin tức đâu các bạn có một vài tin tức lớn thì muốn chia sẻ nhất là liên quan tới tin tức về ftx tại vì có rất nhiều những cái tin đồn trên x bây giờ đó là ftx sẽ bắt đầu trả tiền vào cuối tháng này các bạn nghĩ là còn khoảng chừng là một ngày nữa đó thì ftx sẽ trả tiền nhưng mà cái đó đó không hoàn toàn đúng sự thật đâu và thật ra đó cái chiến lược trả tiền của ftx đã thay đổi rất là lớn khiến cho nhiều người cũng khá là sốc thôi muốn chia sẻ chi tiết hơn để các bạn hiểu những gì đang xảy ra liên quan tới ftx chúng ta đương nhiên cũng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về những sự kiện tài chính lớn trong tuần này và những người nào mà đầu tư vào bitcoin crypto một thời gian đó, thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là mình lại ngày càng có hứng thú hơn tìm hiểu về tình hình kinh tế vĩ mô tìm hiểu xem coi là mọi thứ hoạt động như thế nào thường cũng vậy các bạn và thường nghĩ các bạn cũng như vậy thường có một cái bài viết thường muốn chia sẻ về cái hiện tượng này thường cho chia sẻ một lát nữa với các bạn cũng như chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá Cardano một tuần này nhưng mà trước hết á, chúng ta hãy xem coi tình hình của hợp đồng tương lai chứng khoán ra sao chúng ta cũng đang thấy được là hợp đồng tương lai của chứng khoán đã mở cửa trở lại hoa kỳ rồi và ba chỉ số bây giờ đây thì đang xanh nhẹ các bạn với chỉ số nasdaq là đang có sự tăng trưởng là 0.24% chúng ta có chỉ số sp futures là tăng 0.16 và đạo futures thì tăng 0.08 nói chung nó cũng là một cái đợt mở màn tốt cho tuần này. Đó là riêng về Hoa Kỳ các bạn. À, còn chúng ta vừa nhận được thông tin á, là chỉ số Nikkei của Nhật Bản á, đã giảm 3%. Nhưng mà ngược lại đây chỉ số của úc thì đã đạt cái đỉnh cao mới. Ngày hôm nay, Thu vẫn chờ trên thông tin xem coi là chuyện gì đã xảy ra ở Nhật Bản. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì vẫn ở mức cao các bạn, 2686 đô cho một ounce vàng. Hợp đồng của dầu đó thì vẫn dưới 70 đô các bạn, 68 đô 29 cent cho một thùng dầu. Nói chung đó, đây là cái mức giá dầu thấp trong phạm vi 2 năm qua mà chúng ta đã từng biết vẫn tiếp tục ở mức thấp các bạn Còn về crypto thì sao chúng ta thấy được là giá của BTC đó thì cũng vây quanh cái mức là 65 tới 66 ngàn đô hiện bây giờ là 65.448 tình hình chung đó của thị trường crypto thì các bạn nhìn thấy được là trong vòng 24 giờ qua giảm 1.6 phần trăm vốn hóa các bạn nhưng mà vốn hóa bây giờ đã vẫn hơn là 2,4 nghìn tỷ nói chung là chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa đã tăng tuần vừa rồi và chúng ta cũng thấy được là giá Bitcoin sau khi mà tăng lên tới mức là 65 66 000 đô là tiếp tục giữ được ở cái mức đó. Còn về coin thì các bạn nhìn thấy được là trong vòng 24 giờ qua đây thì có xanh có đỏ hiện tại. Và chúng ta chỉ còn một ngày nữa thôi là kết thúc tháng 9 rồi các bạn. Hiện bây giờ đó chúng ta đang có tháng 9 là một màu xanh 11.32%, con số rất là tốt luôn. Nói chung là chúng ta có khả năng kết thúc tháng 9 này là tháng 9 tốt nhất trong lịch sử của BTC. Một điều cực kỳ bất ngờ, tôi nghĩ là những bạn nào mà theo dõi kênh thì cũng đã có một cái sự chuẩn bị cho một cái mùa hè không được tốt các bạn và chúng ta cũng có sự chuẩn bị là tháng 9 là cái tháng không được tốt trong lịch sử cho nên chúng ta cần phải vượt qua được từ tháng 6 tháng 9. Nhưng mà nào mà theo dõi kênh thì cũng đã nghe Thuận chia sẻ nhiều về vấn đề này rồi. Chúng ta nhìn thấy được là cuối cùng thì tháng 6 chúng ta có cái sự điều chỉnh xuống là gần 7%. Tháng 7 đó hồi phục nhẹ trở lại là tăng 3% nhưng mà tháng 8 nó lại giảm ngược trở về là 8.6%. Chúng ta bước qua tháng 9 thì chúng ta nhìn thấy bây giờ đang ở cái mức là dương 11.32% có một ngày nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy tình hình bây giờ rất là lạc quan. Nói chung thì mùa hè cộng với tháng 9 là cái thời điểm mà khi chúng ta bước vào đó là một cái thời điểm mà thị trường rất là u ám các bạn và nhàm chán. Nói chung thì chúng ta có một cái tâm lý không được thoải mái. Khi mà chúng ta bước qua tháng 9 của năm nay tại vì lúc đó là có rất nhiều thông tin liên quan đến chính phủ của Đức đang bán Bitcoin chúng ta nghe nói tới là Mao gót sắp sửa trả cái số lượng khổng lồ BTC và cuối cùng nó đúng là họ đã trả các bạn nhưng mà cũng như thường chia sẻ trong nhiều video cuối cùng rất là nhiều người đó họ đã lựa chọn tiếp tục ho đồ thay vì là xả trên thị trường. Cho nên chúng ta thấy được là mùa hè cũng có những cái lực bán nhưng mà trên căn bản đó mùa hè phần lớn các năm nó thường đó là những cái thời điểm mà giá cả không được tốt và cái mùa hè năm nay cũng vậy nhưng mà không phải là tệ lắm các bạn nhưng mà tháng 9 là một cái sự bất ngờ tháng 9 là một cái tháng mà cho chúng ta rất nhiều cảm xúc tại vì các bạn đã được là chúng ta bắt đầu tháng 9 à, với một cái sự điều chỉnh xuống các bạn cũng đã nhớ là chúng ta đã bắt đầu tháng 9 ở mức là khoảng 59.000 đô rồi sau đó chúng ta đã có một sự điều chỉnh xuống cái mức là còn có 52.500 đô mà thôi có nghĩa là nếu chúng ta nhìn vào phần trăm thì chúng ta nhìn theo tháng 9 chúng ta đã bắt đầu có sự giảm khoảng chừng là 10% rồi sau đó tính tới bây giờ đó là chúng ta lại có cái sự tăng trưởng khoảng chừng là hơn 11% như các bạn đã biết và chúng ta đã có hai cái sự bất ngờ lớn Thứ nhất đó chính là liên quan đến Fed giảm lãi suất. Thực ra trước khi bước vào tháng 9 chúng ta đều đã có cái lòng tin là Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 9. Nhưng mà cái làm cho mọi người bất ngờ đó chính là Fed cắt giảm tới 0.5% và thị trường vẫn rất là tích cực. Và ngay sau đó một điều khiến cho mọi người bất ngờ hơn nữa đó chính là một loạt những cái chiến lược để mà thả lỏng bơm tiền kích thích nền kinh tế đến thị Trung Quốc các bạn. Khiến cho không chỉ riêng là chúng ta nói về Bitcoin crypto mà chúng ta nói tới là thị trường tài chính nói chung ra thì cũng đã rất là xanh cho lại. Là... Lại. đó là hai điều bất ngờ. Thị trường này đó luôn cho chúng ta nhiều cái sự bất ngờ. Trong thời gian ngắn hạn đó có rất là nhiều yếu tố nó sẽ ảnh hưởng đến giá cả một cách các bạn không thể lường trước được. Nhưng mà về dài hạn đó thì mọi thứ nó sẽ đi vào quỹ đạo hơn cho nên thường luôn ưu tiên đầu tư dài hạn. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta đã chuẩn bị bước qua quý 4 các bạn, tháng 10, tháng 11, tháng 12 thường biết đến với cái tên là October, November và December các bạn. Khác với lại mùa hè chúng ta bước vào quý 4 với một cái tâm lý tốt hơn tại vì đó thường là cái thời điểm mà có rất nhiều màu xanh dựa theo lịch sử của BTC các bạn thấy được là tháng 9 thì rất là hiếm để có một tháng 9 màu xanh trong lịch sử đó chúng ta đang chứng kiến cái tháng 9 thứ tư mà có màu xanh các bạn nhưng mà có một điều nếu như chúng ta có một tháng 9 màu xanh thì các bạn nhìn thấy được là tháng 10, tháng 11, tháng 12 đều xanh hết và hiện bây giờ chúng ta không có ngoại lệ chúng ta nhìn vào những năm như là chúng ta nói tới là năm 2015 16 đó tháng 9 là màu xanh kéo theo 3 tháng kế tiếp cũng là màu xanh chúng ta nhìn vào năm ngoái đó tháng 9 của năm 2023 là màu xanh thì kéo theo 3 tháng kế tiếp cũng là màu xanh và trong quý 4 này ra chúng ta sẽ có những sự kiện lớn như là chúng ta đã biết đó chính là bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ sẽ xảy ra vào ngày 5 tháng 11 các bạn và chúng ta cũng thấy được là cuộc họp kế tiếp của Fed sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11 và ngay bây giờ đó thị trường đang nghiêng về là Fed sẽ giảm thêm lãi suất là 0.5% nếu như mà họ muốn có hạ cánh mềm và tháng 12 đây chúng ta lại có thêm một cuộc họp của Fed nữa cuộc họp cuối năm các bạn và hiện bây giờ Dường trường nhiên về là họ sẽ giảm thêm là 0.25% nữa và đẩy lãi suất về cái mức là đâu đó từ 4 tới 4.25 đó là cái kỳ vọng của thị trường hiện bây giờ đó là những cái sự kiện lớn từ đến cuối năm 3 tháng cuối năm nay có làm chúng ta thất vọng hay làm chúng ta hưng phấn hơn hay là không đó thì chúng ta phải chờ thời gian cho chúng ta câu trả lời nhưng mà khác với lại mùa hè là chúng ta bước vào quý 4 thì với một tâm lý là lạc quan hơn và khi mình không chia sẻ tới đầu tư dài hạn đó, có thể nghe nói đầu tư dài hạn nó rất là lâu các bạn. Nhưng mà sự thật đó, thời gian trôi rất là nhanh. Chúng ta có thể nhìn thấy được là con của Thuận mới đây thôi đó thì cũng đã 2 tuổi rồi. Lúc mà con Thuận ra đời ra ngày 28 tháng 9 năm 2022, lúc đó Bitcoin là 19.000 đô. Lúc mà con Thuận một tuổi đó, năm 2023, lúc đó giá Bitcoin là 26.000 đô và ngày hôm qua đó sinh nhật con Thuận lần thứ hai là giá Bitcoin mức là 66.000 đô các bạn các bạn có nhìn thấy được là thời gian sẽ trôi qua cho dù bạn làm gì hay là không làm gì bạn đầu tư hay là không đầu tư thời gian vẫn sẽ trôi qua mà thôi và nếu như các bạn tin tưởng một tài sản nào đó chúng ta không nói riêng về bitcoin và crypto các bạn tin tưởng một tài sản nào đó chỉ dù đó là chứng khoán chỉ dù đó là vàng bất động sản thì các bạn thật sự lòng tin đầu tư dài hạn trung bình giá đó là một chuyện cách mà đơn giản nhất mình không biết để các bạn có cái lợi thế lớn nhất tại vì khi mà chúng ta nói tới đầu tư đó thì để có được thành công chúng ta cần phải một cái lợi thế thì khi mà các bạn tham gia vào một lĩnh vực nào đó đầu tư thì các bạn sẽ hỏi bản thân mình là có lợi thế gì có một số người đó họ rất là giỏi về phân tích kỹ thuật có một số người đó họ rất là giỏi về tự nghiên cứu tự đưa ra kết luận cho bản thân của mình có rất nhiều người đó họ rất là giỏi và quen biết nhiều cho nên họ có thêm nhiều thông tin mà các bạn không có nhưng mà các bạn cũng đừng có nản lòng tại vì một trong những cái lợi thế mà nhiều người ít nói đến hết nghĩ đến đó, chính là thời gian khi mà các bạn tham gia vào đầu tư đó thời gian là một cái lợi thế rất là lớn tại vì các bạn có thể chờ nếu như các bạn có lòng tin khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ mới đây đã thuận chia sẻ với các bạn các bạn lấy bất cứ một năm nào đi thì các bạn thấy được nó không có một cái logic nào rõ ràng hết á. Các bạn nhìn thấy được là có lúc chúng ta nhìn thấy năm nay đây là một năm mà tháng 3, xanh tháng 4 đỏ, tháng 5 xanh, tháng 6 đỏ, tháng 7 xanh, tháng 8 đỏ và tháng 9 này đã khả năng cao kết thúc sẽ là một màu xanh. Nhưng mà chúng ta nhìn vào năm ngoái đó thì nó lại khác một chút và năm kế đó nó cũng lại khác một chút nữa các bạn. Cho nên khi các bạn nhìn ngắn hạn như vậy các bạn rất là khó để mà đưa ra một cái kế hoạch đầu tư cho bản thân của mình. Nhưng mà các bạn nhìn xa ra đó thì mọi thứ nó dễ dàng hơn như là thường vừa chia sẻ với các bạn. Khi mà chúng ta zoom ra các bạn mới thấy được là giá của những tài sản như là Bitcoin đã tăng trưởng như thế nào theo từng chu kỳ khi mà các bạn nhìn vào trong vòng 3 năm, 4 năm thì mỗi 3 4 năm đó giá tài sản đó như thế nào hay là xa hơn mỗi năm 10 năm đó thì giá tài sản như thế nào. Đó là một cái lợi thế nếu như các bạn có thời gian và thời gian cũng cho các bạn cơ hội để mà tích lũy một cái số lượng lớn hơn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái sự kiện lớn trong tuần này thì tuần này là một tuần mà chúng ta sẽ nghe rất là nhiều quan chức của Fed phát biểu. À, họ sẽ phát biểu về nhiều đề tài khác nhau các bạn, không phải đề tài nào cũng liên quan đến lãi suất hay là kinh tế vĩ mô hết, có thể là họ phát biểu những cái liên quan đến lục ngân hàng ở Hoa Kỳ cho nên thông chỉ có thể chia sẻ những gì mà liên quan trực tiếp đến nền kinh tế hay là liên quan đến thị trường crypto mà thôi. Có cái gì đó lớn thường chia sẻ với các bạn trên mạng xã hội nhưng mà chúng ta sẽ có hàng loạt những quan chức của Fed phát biểu nhưng mà cái mà quan trọng nhất đó, trong tuần này Đó chính là vào ngày thứ sáu của bạn chúng ta sẽ có tỷ lệ thất nghiệp của hoa kỳ nhưng mà trước hết đó, chúng ta hãy bắt đầu từ thứ hai đi bắt đầu ngày mai chúng ta có thống đốc cục dự trữ liên bang michelle Bowman mình phát biểu chúng ta cũng có chủ tịch fed jerome powell phát biểu đây có thể là cái người phát biểu quan trọng nhất trong cả tuần này đến từ Fed các bạn, chủ tịch Fed Jerome Powell ngày thứ ba tại Hoa Kỳ chúng ta bước qua ngày 1 tháng 10 chúng ta sẽ có chỉ số ISM sản xuất đây là chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ để xem coi tình hình như thế nào chúng ta có thống kê cơ hội việc làm xem coi là có bao nhiêu việc làm ở trên thị trường chúng ta sẽ nghe thống đốc Fed Lisa Cook phát biểu và cùng ngày hôm đó đó chúng ta có một cái hội thảo có tên là sự đổi mới do công nghệ thúc đẩy đó thì chúng ta sẽ có vài quan chức của Fed tham gia vào hội thảo đó. Chúng ta có chủ tịch khu vực ở Richmond là Tom Barkin, chúng ta có chủ tịch khu vực Atlanta của Fed là Raphael Bostic, chúng ta có chủ tịch khu vực Boston của Fed là Susan Collins. Ba người này sẽ cùng nhau dự hội thảo này. Chúng ta bước qua ngày thứ tư tại hoa kỳ chúng ta sẽ có báo cáo việc làm từ công ty adp đây là công ty biên chế tư nhân họ cũng đưa ra những cái thông tin liên quan tới việc làm không phải là chính thức các bạn tại vì chính thức chúng ta phải chờ đến thứ sáu mới có thông tin thất nghiệp của hoa kỳ nhưng mà đây cũng là một cái chỉ số mà nhiều người quan tâm về tình hình việc làm của hoa kỳ chúng ta thấy à, có một loạt những quan chức khác của fed đó chính là chủ tịch khu vực cleveland của Fed là Beth Hammack phát biểu. Chúng ta có chủ tịch khu vực San Luis của Fed chính là Alberto Musa làm phát biểu. Chúng ta có thống đốc cục dự trữ liên bang Michelle Bowman phát biểu. Chúng ta có chủ tịch khu vực Richmond của Fed là Tom Barkin phát biểu. Và chúng ta bước qua ngày thứ năm tại Hoa Kỳ đây chúng ta sẽ có số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu để xem coi là tuần vừa rồi đó có bao nhiêu người vừa thất nghiệp. Chúng ta xem chỉ số ISM dịch vụ, nghĩa là hoạt động trên dịch vụ của Hoa Kỳ xem nó như thế nào. Chúng ta xem những đơn đặt hàng từ nhà máy đã xem có tình hình ra sao. Và chúng ta sẽ có chủ tịch khu vực của Fed ở Minneapolis là Neil Kaskari sẽ điều hành thảo luận với đại chủ tịch khu vực của Fed ở Atlanta là Raphael Bostic. Và ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ có cái con số quan trọng nhất của cả tuần này chính là tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ ước tính là 4,2% các bạn tháng trước cũng là 4,2% có nghĩa là chúng ta muốn thấy tình hình thất nghiệp của Hoa Kỳ giống như vậy hay là tốt hơn nếu như mà tệ hơn thì thị trường sẽ phản ứng rất là tiêu cực các bạn tại vì hiện bây giờ thị trường phản ứng tốt sau khi mà Fed giảm lãi suất tại vì phần lớn mọi người có lòng tin là sẽ có hạ cánh mềm ít nhất bây giờ là như vậy nhưng mà mọi người đó thì vẫn rất là nhạy cảm với tất cả những cái chỉ số liên quan đến nền kinh tế và họ không muốn thấy bất kỳ một dấu hiệu gì cho thấy là chúng ta sẽ không có hạ cánh mềm. Có thể nói đó là Fed đã đi cái bước đầu tiên và mạnh dạng giảm 0,5% và câu chuyện bây giờ đó là nhiều người tin Fed giảm 0,5% để mà đảm bảo có hạ cánh mềm chứ không phải là lo về suy thoái tài chính. Tình hình đó, Hiện bây giờ tuy là những con số nó đã tệ hơn nhưng mà chưa đến mức gọi là khủng hoảng các bạn Và chúng ta không muốn thấy những con số này đã tiếp tục đi về cái xu hướng tệ hơn nữa Nhất là cái tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ chúng ta chờ thứ sáu tuần này mới biết được và chúng ta cũng có chủ tịch khu vực New York của Fed John Williams phát biểu tại một cái lễ khai mạc đó là những cái sự kiện lớn trong tuần này và như thường đã chia sẻ đầu video đó có thể nói là sau khi mà tham gia vào crypto đó nghĩ là nhiều bạn sẽ từ từ có hứng thú hơn về tình hình kinh tế vĩ mô và cái hệ thống tiền tệ vận hành như thế nào tôi nghĩ là nhiều bạn đã cũng sẽ đồng ý với cái quan điểm này và các bạn càng hiểu đó các bạn lại càng thấy hứng thú hơn nữa và trước đây đó khi các bạn nhìn vào những cái tài sản nó lên xuống thì các bạn sẽ cảm thấy nó lên xuống một cách bất thường và rất là khó để mà biết được cung và cầu trên thị trường như thế nào khi mà các bạn hiểu cái cách vận hành của nền kinh tế và thì, thì chính là sao đó và dòng tiền như thế nào thì có thể là mọi thứ nó cũng không thể dễ dàng có thể nắm bắt được các bạn Mọi thứ nó cũng sẽ lên xuống một cách bất thường nhưng mà nó vẫn đi theo một cái quy luật nào đó. Nhất là khi các bạn nhìn vào dài hạn, mọi thứ nó sẽ đi theo một cái quy luật. Và Thuận Capital có chia sẻ một cái bài viết về cái khái niệm này. Nhưng mà nào mà chưa đọc đó thì có thể lên capital com để mà đọc. Hay là các bạn có thể tìm thấy những cái link trên những mạng xã hội ở vừa chia sẻ trong ngày hôm nay không biết các bạn nghĩ sao chứ thuận lại cảm thấy ngày, ngày càng hứng thú thêm các bạn cho dù đó thuận đã tìm hiểu về nền kinh tế thị trường tài chính bao nhiêu năm qua đó ngày nào thuận cũng cảm thấy hứng thú nhưng mà tìm hiểu thêm các bạn tại vì đối với thuận đó chứ dù các bạn hiểu bao nhiêu khái niệm đi nữa chứ dù các bạn biết cách vận hành của hệ thống này hệ thống kia nhưng mà khi mà ghép những cái mảnh đó lại với nhau đó thì các bạn lại có những cái kết quả khác nhau và rất là khó để mà biết được kết quả nó sẽ như thế nào Giống như là chúng ta nói tới là màu đi Các bạn biết là trên thế giới này đã có hàng ngàn màu sắc khác nhau Nhưng mà trên căn bản đó Nó chỉ đến từ ba màu chính mà thôi Đó chính là màu cam, màu xanh và màu đỏ Và các bạn thấy được là khi chúng ta ghép ba màu này với nhau đó Chúng ta lại có thêm ba màu mới nữa như là các bạn ghép màu đỏ với là màu xanh dương đó các bạn sẽ có màu tím các bạn ghép màu đỏ với màu vàng các bạn sẽ có màu cam các bạn ghép màu xanh dương với lại màu vàng các bạn sẽ có màu xanh lá cây. Nhưng mà nói chung đó thì các bạn tiếp tục ghép sẽ có thêm nhiều màu nữa và nó muôn màu muôn sắc luôn. Có thể nói là các bạn có thể có hàng ngàn màu sắc khác nhau. Cũng giống như là khi chúng ta nói tới là những cái khái niệm về kinh tế, những cái khái niệm về cách tài chính vận hành như thế nào đó. Khi các bạn đọc từng cái một đó thì mọi thứ nó đều logic đều dễ hiểu nhưng mà khi các bạn ghép lại với nhau đó mới là cái khiến cho thuận ngày càng hứng thú thêm các bạn có rất là nhiều điều đã xảy ra trong vòng mấy năm qua nó có thể làm cho thuận rất là bất ngờ luôn như là khi fed tăng lãi suất thì theo logic đó, các bạn đã biết là fed tăng lãi suất dẫn đến giá nhà sẽ giảm xuống tại vì khi mà fed tăng lãi suất thì ít người hơn có thể mua nhà dẫn đến là cây nguồn cầu mua nhà giảm xuống dẫn đến là giá nhà giảm xuống các bạn nhưng mà sự thật đó là chuyện ngược lại đã xảy ra, Fed tăng lãi suất giá nhà vẫn tiếp tục đạt cái mức cao. Tại vì có một yếu tố đó ít ai nghĩ đến, đó chính là Fed tăng lãi suất khiến cho những người mà có nhà bây giờ đó họ có lãi suất thấp, bây giờ họ không muốn bán nhà tại vì họ bán nhà họ phải đi mua nhà mới nhưng mà họ phải chịu cái lãi suất cao hơn dẫn đến họ không bán nhà, họ ở yên một chỗ dẫn đến tình trạng này. Cho nên tối thuận đây thì ngày lại càng thú vị hơn các bạn. Nhất là khi chúng ta thấy thế giới crypto đó càng ngày nó càng có cái sự kết nối với lại thị trường tài chính nói chung. Cho nên thuận thì rất là hào hứng hàng ngày chia sẻ những thông tin này với các bạn. Hy vọng các bạn cũng hào hứng cùng thuận khắp với đồ trên con đường đầu tư crypto. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những tin tức lớn đi. Thì các bạn thấy BlackRock đã thông báo là họ tiếp tục tự thu mua Bitcoin ETF của mình cho quỹ phân bổ toàn cầu của BlackRock họ hiện sở hữu là 198.000 cổ phiếu IBIT có nghĩa là khoảng 7 triệu tư tính đến ngày 31 tháng 7 đây là cái sự gia tăng so với 43.000 cổ phiếu nghĩa là khoảng 1 triệu 6 được báo cáo vào tháng 6 đây vẫn là một cái tỷ lệ phân bổ nhỏ nhưng mà các bạn thấy là đang tăng dần lên và Bitcoin đang định hình như một tài sản dài hạn mà BlackRock sẽ tiếp tục bổ sung theo thời gian và có thể sẽ được thêm vào nhiều quỹ hơn trong tương lai mới đầu đó thì các bạn thấy được là mọi người đều cười nói ok BlackRock cũng thu mua nhưng mà rất ít, à, họ thu mua chỉ có 1 triệu sáu nhưng mà các bạn thấy được là rất rõ ràng là họ bắt đầu từ từ thu mua càng ngày càng nhiều hơn vấn đề là họ rất là điều đặn và các bạn cũng thấy được là chúng ta nhìn vào cái quỹ của BlackRock ETF đó, thì hoàn toàn khác so với những quỹ còn lại nhất là chúng ta nhìn vào dòng tiền ra và vào có thể nói được là từ khi bắt đầu tới bây giờ đó chỉ có 3 ngày có dòng tiền âm mà thôi trong khi những quỹ còn lại đó thì dòng tiền ra vào nó giống như là tình hình trên thị trường nếu như mà tình hình tốt đó chúng ta lại thấy những quỹ mua vào tình hình xấu đó là những quỹ bán ra thì cũng dễ hiểu thôi các bạn tại vì những người đầu tư những quỹ đó cũng là những cái nhà đầu tư riêng lẻ có FOMO, có sợ hãi cho nên họ sẽ mua bán theo cảm xúc cũng giống như là họ mua bán cổ phiếu cho nên các bạn mới thấy được là phần lớn những cái quỹ đó cái dòng tiền ra vào nó giống như tâm lý trên thị trường nhưng mà BlackRock thì lại không phải các bạn rất rõ ràng đó là những cái ngày mà nhiều người lo lắng nhất có rất nhiều tiền rồi không những quỹ còn lại nhưng mà BlackRock đó thì vẫn giữ được cái này không phải là ngẫu nhiên nữa các bạn BlackRock đã có một kế hoạch gì đó họ nhất quyết giữ cái số đồ Bitcoin này lại và chỉ có 3 ngày riêng lẻ là có dòng tiền âm um, mà thôi và không phải là nhiều Lê Fing không phải nói giỡn nữa các bạn Ông thật sự là muốn biến Bitcoin trở thành một phần lớn của công ty BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới Chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin liên quan tới FTX đi Có thể nói đây là cái thông tin khiến cho nhiều người đó cảm thấy là khó hiểu Và có thể nói nhiều người bây giờ không được vui Tại vì sao các bạn? Tại vì đã thuận đọc rất nhiều bài viết về việc FTX sẽ trả tiền như thế nào Vì hiện bây giờ đã có một kế hoạch hoàn toàn khác so với kế hoạch đã được công bố hồi tháng 5 Khi đó, đó họ nói rằng mọi người sẽ nhận lại 118% số tiền ở mức tính theo đô la trả bằng Sablecoin hay là đồng đô la. Các bạn nhớ đây là cái bài viết được chia sẻ rất là nhiều khắp nơi các bạn. Tôi nhìn thấy được là bên FTX nói đó là tại vì họ cũng đã lấy lại được cái số lượng crypto và crypto đó đã tăng giá. Tại vì các bạn nhớ là từ năm 2022 cho đến bây giờ giá đã tăng rất là nhiều cho rất nhiều crypto. Vì lý do đó tính theo đô la, các bạn tính theo cái số lượng crypto tính theo đô la thì họ có thể bồi thường tất cả cái số tiền mà đã mất bởi những nhà đầu tư lúc mà họ khai phá sản tính theo giá crypto lúc đó. Có nghĩa là nhà đầu tư vẫn xa lỗ nhưng mà ít nhất đó, theo đô la thì họ sẽ được bồi thường 100% cộng với tiền lãi cho nên là mới có 118%. Thì tôi nghĩ là nhiều người tuy là không có được vui trọn vẹn nhưng mà ít nhất đó cũng có thể lấy được cái số tiền thay vì đó là người ta không biết kết quả như thế nào nhưng mà không biết tại sao ngày hôm nay chúng ta lại có một cái đề xuất mới các bạn thông tin lại cho thấy là các chủ nợ của FTX chỉ có thể nhận lại từ 10 đến 25 phần trăm số crypto của họ cái này nó lại khiến cho mọi người khó hiểu hơn các bạn tại vì thuận đọc rất nhiều nguồn khác nhau và không có nguồn nào nói rõ ràng hết là cái số này là chúng ta nói tới trả bằng crypto hay là trả bằng tiền mặt, tại vì các bạn nên nhớ là FTX thì họ cũng đã bán khá nhiều crypto năm 2022 và 23 rồi, có nghĩa là bây giờ phần lớn là họ có tiền mặt, thì chúng ta không biết rõ là họ đang nói về tiền mặt hay là crypto và tại sao chỉ còn có 10 tới 25%, và sẽ tính theo giá crypto lúc khai phá sản, có nghĩa là lúc đó đó, bitcoin chỉ có 16.000 đô và Solana 12 đô la mà thôi. Trước đây đó khi mà họ nói họ trả là 118% thì cũng tính theo cái giá đó nhưng mà ít nhất tính theo đô la đó, thì những nhà đầu tư sẽ được bồi thường cái số mà họ đã mất cộng với lại 18% tiền lời. Bây giờ đó thì để nói là còn số 10 tới 25. Và có rất nhiều thông tin trên X nói là FTX bắt đầu trả vào ngày mai. Cái đó không đúng sự thật đâu các bạn. Kế hoạch trả tiền vẫn chưa được duyệt và sẽ không có khoản thanh toán nào được phân phối cho đến khi tòa án chấp thuận. Bây giờ đó ngày ra tòa được ấn định là ngày 7 tháng 10. Nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chúng ta vẫn chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào. Cái mà chúng ta nghe được ngày hôm nay đó là cái đề xuất mới nhất đến từ FTX nhưng mà thông tin chi tiết thì vẫn chưa có nhiều. Chúng ta chỉ thấy có một số những cái screenshot chụp lại nhưng mà cũng không có nói rõ là sẽ trả bằng crypto hay như thế nào hết chúng ta phải chờ cho đến ngày 7 tháng 10 khi mà họ ra tòa đó thì lúc đó chúng ta mới biết rõ hơn thẩm phán sẽ phán xét như thế nào nhưng mà điều khiến cho nhiều người phẫn nộ hơn đó là FTX sẽ chuyển 18% của cái số tiền bị tịch thu từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và một cái quỹ đặc biệt có tên gọi là quỹ đền bù cổ đông ưu tiên cái số tiền này đã quy đa đô là la là khoảng 230 triệu để mà bồi thường cho các cổ đông ưu tiên của FTX. Đó là những cái nhà đầu tư mà nắm giữ cổ phần trong công ty trước khi mà FTX sụp đổ. Điều này khiến cho nhiều người rất là phẫn nộ các bạn, tại vì những chủ nợ này đáng lý đâu là phải được bồi thường trước, tại sao lại dùng một số tiền để riêng để mà bồi thường những cổ đông của FTX? Những cổ đông của FTX họ là cổ đông có nghĩa là họ chấp nhận rủi ro, họ có thể là có rất là nhiều phần lời nếu như mà FTX sẽ thực sự thành công trở thành công ty lớn nhưng mà nếu như mà FTX phá sản thì họ sẽ cùng chung số phận tại vì đây là rủi ro mà họ phải chấp nhận để có được cái cơ hội lợi nhuận cao nếu như công ty thành công cho nên tại sao lại bồi thường cho họ cái này đã thuận cũng không có đồng ý lắm nhưng mà chúng ta phải chờ cho đến ngày 7 tháng 10 mới biết được và ngày 7 tháng 10 cũng là một ngày rất là quan trọng đối với một công ty các bạn đó chính là công ty Ripple và đối với đồng XRP tại vì Fox Business News Eleanor Torres cho biết đó là một cựu luật sư của SEC, người gần đây đã rời bỏ cơ quan này, nói rằng SEC có thể sẽ kháng cáo phán quyết là việc bán XRP trên các sàn giao dịch không phải là chứng khoán. Các bạn đã nhớ đó một trong những cái phán quyết ảnh hưởng nặng tới SEC đó chính là thẩm phán Torres đã phán quyết là những token XRP bán trên sàn giao dịch không phải là chứng khoán, chỉ là những XRP bán trực tiếp bởi công ty Ripple với một công ty khác và họ hứa hẹn gì đó thì cái đó là hợp đồng đầu tư nhưng mà những XRP trên sàn không phải là chứng khoán đó là điều mà chúng ta đang nói tới đây không biết là SEC có kháng cáo hay là không thì SEC có thời hạn cho đến ngày 7 tháng 10 để mà nộp đơn kháng cáo có nghĩa là chúng ta bây giờ vẫn chưa qua thời điểm đó nhưng mà lưu ý đó là chúng ta chưa nghe bất kỳ nguồn tin chính thức nào tất cả những điều này đều là tin đồn hết các bạn và việc SEC nộp đơn kháng cáo rất rủi ro vì phán quyết của thẩm phán Thoris hiện tại chỉ là một phán quyết cá biệt các bạn thấy là nếu như mà ai cũng kháng cáo hết tòa án rất là bận cho nên để kháng cáo đó thì sẽ phải đánh đổi một điều rất là lớn và đối với SEC đó là gì Hiện bây giờ đó, phán quyết của Torres chỉ là một cái phán quyết cá biệt mà thôi có nghĩa là có thể nói đây là phán quyết liên quan đến cái vụ này và là ý kiến của thẩm phán Torres Cái thẩm phán khác nó không bắt buộc phải đồng ý hoặc là tuân theo có nghĩa là họ có thể nhận một cái vụ tương tự nhưng mà họ lại không đồng ý với quan điểm của Torres và có một phán quyết khác Cái đó là điều bình thường ngay bây giờ tại vì họ không cần phải theo phán quyết của Torres Tuy nhiên nếu như mà SEC kháng cáo và thua đó thì phán quyết đó là phán quyết của tòa phúc thẩm có nghĩa là nó sẽ trở thành quy định phải tuân theo đối với tất cả các thẩm phán tại tòa án cấp dưới. Đây là một rủi ro cực kỳ lớn. Không biết các bạn nói gì các bạn có hiểu rõ hay không? SEC đang suy nghĩ rất kỹ có nên kháng cáo hay không tại vì kháng cáo mà thua đó thì tình hình sẽ cực kỳ tệ nhất là đối với tất cả những điều kiện mà họ đang có hiện bây giờ đối với lại Coinbase, đối với lại Binance tại vì họ cũng nói tương tự những cái token này bán trên sàn crypto là chứng khoán nếu như mà họ kháng cáo mà thua đó thì có thể nói là nhiều những cái tòa án cấp dưới phải nghe theo và nói những cái token này không thể là chứng khoán được tại vì đó là quyết định từ tòa phúc thẩm thêm vào đó các bạn nhớ là gần đây Rayscale đã mở lại cái quỹ XRP Trust mà không đợi đến qua ngày kháng cáo tôi nghĩ là có thể họ đã biết gì rồi tại vì các bạn thấy rằng nếu như mà họ chờ đó đâu còn lâu đâu chỉ cần chờ khoảng chừng là một tuần nữa thôi là đã qua hạn kháng cáo rồi tại sao họ lại không chờ Trước khi mà mở lại cái quỹ XRP Trust này, có thể họ có lòng tin, SEC sẽ cũng kháng cáo. Ngày 7 tháng 10 sẽ là một cái ngày quan trọng mà chúng ta sẽ chờ đợi thông tin. Chúng ta có thông tin đến từ WorldCoin các bạn. Nói chung đó thì <laughs> WorldCoin à, gặp rất nhiều rắc rối ở rất nhiều quốc gia. Nhưng mà họ cũng đã có một tin tức tốt là họ mở rộng xác thực móng mắt tại Guatemala, Ba Lan và Malaysia. WorldCoin cũng giới thiệu công nghệ mới mang tên là faceauty giúp các ứng dụng kiểm tra xem người dùng hiện tại có phải là người đã đăng ký trước đó không qua world id công nghệ này đã chỉ sử dụng dữ liệu trên điện thoại của người dùng đảm bảo quyền riêng tư và ngăn chặn gian lận khi mà thiết bị bị đánh cắp tới bây giờ đã vẫn bán tính bán nghi về worldcoin các bạn về cái việc là quét móc mắt thông tin đó, đó có thể được dùng để làm gì trong tương lai cho nên đây cũng là lý do tại sao mà rất nhiều quốc gia đã họ ngăn chặn không có cho phép tiếp tục với móc mắt nữa và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua cái phần trung bình giá KLD một hàng tuần thì các bạn đều biết là chúng ta có một cái KLD mô đã tạo trên chuỗi cách cầu cái T hai năm và mỗi tuần đó chúng ta trung bình giá 100 trăm đô vào bitcoin và 100 đô vào Ethereum để xem coi là trung bình giá dài hạn nó như thế nào các bạn mà nhất là chúng ta bắt đầu trung bình giá cái thời điểm rất là tệ chúng ta bắt đầu trung bình giá thời điểm tháng tư của năm 2022. lúc đó đó chúng ta thấy được là giá bitcoin vẫn là bốn mươi mấy ngàn và Ethereum nó vẫn là 3 ngàn mấy rồi sau đó chúng ta thấy được là giá Bitcoin rớt xuống tới cái mức là còn 15 000 đô mà thôi và cuối năm 2022 nhưng mà chúng ta cũng tiếp tục trung bình giá các bạn cho dù là tình hình lúc đó rất là tệ cực kỳ ám đạm không ai còn quan tâm đến crypto nữa chúng ta vẫn tiếp tục trung bình giá và tới bây giờ là chúng ta đang gồng lời là 77.8% cái phần lời này đó phần lớn đến từ Bitcoin các bạn trong vòng 2 năm qua đó thì Bitcoin đã tăng 116.9% trong cái account này. À, đáng tiếc là Ethereum thì cũng xanh các bạn nhưng mà chỉ tăng có 38.7% mà thôi. 2 năm qua đó thì rõ ràng là Ether không theo kịp được BTC. Nhưng mà chúng ta vẫn đang gồng lời và thật ra chúng ta đã gồng lợi từ cái thời điểm là đầu năm 2023 tới bây giờ rồi các bạn. Khi mà giá Bitcoin trở về khoảng 20.000 đô đó chúng ta đã có lời rồi. Chứ không cần phải chờ đến cái mức này đâu. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cái phần trăm này là chúng ta nói tới là có lợi cho cả một cái account luôn chứ không phải là một lệnh hay là một phần của account và các bạn trung bình giá càng lâu đó thì các bạn sẽ trung bình giá với càng nhiều tiền hơn thì cái phần trăm này nó sẽ áp dụng với cái số tiền lớn hơn và các bạn thấy được là 100 đô về bịt không 100 đô và Ether thì hiện bây giờ account này đã có 45.800 đô trong đó 20.000 đô đã là tiền lời rồi các bạn và cũng như thường lợi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá vào Bitcoin và vào Ethereum thì uh, ngay bây giờ giá Bitcoin là khoảng 65.300 đô thì chúng ta có thể uh, mua được 0.0015 BTC. Tôi sẽ bấm vào Add Transaction giá Bitcoin càng thấp chúng ta sẽ càng mua được nhiều Bitcoin hơn với cùng một giá tiền cho nên trung bình giá đó, thì các bạn muốn thấy giá mức thấp thời gian dài chứ không phải là lúc mà giá tăng cao lúc mà giá giảm đó là thời gian tốt để mà trung bình giá đáng tiếc lúc mà giá giảm đó cũng là lúc mà nhiều người mất lòng tin với thị trường này nhất cho nên nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội để trung bình giá những cái mức tốt giống như là thường cho các bạn thấy khi mà chúng ta bắt đầu trung bình giá đó thì có lúc chúng ta thiệt là giá Bitcoin chỉ còn có 16.000 đô thôi đó chính là thời điểm cuối năm 2022. Thì lúc đó của 100 đô nhưng mà chúng ta có thể mua được là 0.0059 BTC. Trong khi ngày hôm nay đó của 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được là 0.0015 mà thôi. Nhưng mà như thường như chia sẻ đó khi mà giá xuống như vậy thì không mấy ai còn lòng tin cho nên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chúng ta bây giờ hãy trung bình giá cho Ethereum đi ở mức là 2.636 đô ngày hôm nay. Thùng bấm vào Add Transaction. Chúng ta có thể mua được là 0.0379 Ethereum với 100 đô la. Chúng ta sẽ bấm vào Add Transaction. Thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho account demo này. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu bên nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, binance XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận Sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn